Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay về máy bay của một hãng hàng không rất nổi tiếng của Nga, hãng Aeroflot. Hãng này hàng ngày đều có chuyến bay nối giữa Hà Nội và Moscow bằng loại máy bay hai động cơ lớn nhất thế giới. Đó là chiếc Boeing 777-300ER. Ở góc này trông đôi cánh của nó rất mạnh mẽ. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chiếc 777-300ER của Aeroflot nha. Máy bay lớn nên cảm giác nó bay đầm hơn hẳn các loại máy bay nhỏ như A320, A321. Máy bay của Aeroflot thường đến Nội Bài vào sáng sớm. Lúc này trên cánh đồng vẫn còn đọng lại một màn sương sớm. Vẫn có thể nhìn rõ máy bay đã mở các tấm cản khí trên lưng cánh để giảm vận tốc. Còn đây là lúc chiếc máy bay của Aeroflot đã đón khách xong ở Nội Bài, chuẩn bị thực hiện chuyến bay đi Moscow. Một vệt nắng đang trải dài trên thân chiếc 777-300ER. Hiện tại đội bay của Aeroflot chủ yếu là các máy bay từ Boeing và Airbus, chỉ còn dùng một số loại máy bay nhỏ của Nga như Sukhoi Superjet 100. Trước đây thì hãng chuyên dùng các loại máy bay rất nổi tiếng của Nga như loại Tu-154, IL-96, và các loại máy bay đó cũng từng một thời đến Nội Bài thường xuyên. Bây giờ thì chúng đã trở nên đặc biệt và hết sức hiếm gặp. Chắc chỉ có thể gặp được khi có phái đoàn của nhà nước Nga đến thăm Việt Nam. Chiếc 777-300ER của Aeroflot đang chạy trên đường lăn S1, tiến ra đường băng cất cánh 11R. Bây giờ máy bay đang dừng chờ một chiếc máy bay khác cất cánh để vào đầu đường băng 11R. Phía sau nó là một chiếc A330 của Thái Airways. Đây cũng là một hãng hàng không rất lớn, sở hữu cả loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới là Airbus A380. Chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh là máy bay của Vietjet. Sau khi chiếc máy bay của Vietjet đã cất cánh, máy bay của Aeroflot đã tiến vào đầu đường băng 11R. Còn máy bay của Thái Airways thì tiến vào khu vực chờ ở cuối đường lăn S1. Chiếc 777 của Aeroflot đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Một hãng hàng không lớn khác của Nga thường xuyên đến Nội Bài đó là hãng Airbus Cargo. Đây là hãng hàng không vận tải,
và thường xuyên đến Nội Bài bằng loại Boeing 747-8 hoặc Boeing 747-400. Chiếc mặt đình chính là chiếc Boeing 747-8 của Hybrid Cargo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.